Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp hàng đầu trên thế giới. Việc canh tác trồng trọt đã được cha ông ta quan tâm, tìm hiểu từ đời này sang đời khác để đưa ra được những kinh nghiệm truyền thống quý báu. Theo quan niệm phong tục từ xa xưa của người nông dân Việt Nam, việc chọn ngày trồng trọt không chỉ để kịp thời vụ mà còn có ý nghĩa văn hóa tâm linh gắn liền với tập quán canh tác lúa nước từ lâu đời. Chọn đúng ngày tốt sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày trồng trọt tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ trồng trọt trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày này tốt sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày trồng trọt tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày trồng trọt. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc trồng trọt trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết đến phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày trồng trọt phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ trồng trọt, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực định, thổ phủ, tử thần, kiếp sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, địa hỏa, thiên sứ, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, cửu tiêu, thổ phù, địa nang và ngày ất. 2. Ngày hợp trồng trọt là ngày tốt trồng trọt bao gồm những ngày sau. Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phú, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn cho mình một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ trong tháng 11 là ngày 21 và ngày Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc.
7. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Kiến là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 9. Ngày Nguyệt Phá là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 10. Ngày Trực Bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 11. Ngày Trực Định là ngày Thìn, bao gồm 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn. 12. Ngày Thổ Phủ là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 13. Ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 14. Ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 15. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi. 16. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 17. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11, Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 18. Là ngày Địa Hỏa là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 19. Ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 20. Ngày Đại Thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và ngày 27 Đinh Mùi. 21. Ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, trong tháng 11 âm lịch không có ngày này. 22. Ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 23. Ngày Cửu Tiêu là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 24. Ngày Thổ Phù là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 25. Ngày Điện Nang là ngày Tân Mùi, Tân Dậu, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 26. Ngày Ất, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 15 Ất Mùi và 25 Ất Tỵ. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc trồng trọt cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét đến cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân. Ngày Thân trùng với ngày Cửu Tiêu và ngày Thổ Phù kỵ việc trồng trọt. 28. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Kiếp Sát nên không dùng, ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 29. Ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi trùng với ngày Trực Bế, 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên không thực hiện công việc gì. 30. Ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 31. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Giáp, ngày mùng 4 Giáp Thân đã xét ở ngày Thiên Đức Hợp, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá và ngày Tai Sát nên bỏ qua, ngày 24 Giáp Thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho ngày trồng trọt. 32. Ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và ngày Ất, ngày Giáp trùng với ngày Nguyệt Ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, ngày 15 Ất Mùi trùng với ngày Nguyệt Sát và ngày Đại Thời, xấu không dùng, ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát. Như vậy ta không chọn được ngày nào theo tiêu chí này. 33. Ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng. 34. Ngày Sân là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão trùng với ngày Sát Chủ nên không sử dụng làm bất cứ công việc gì. 35. Ngày Ngũ Phú là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ, 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát. 36. Ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày tốt cho việc trồng trọt. 37. Xét các ngày còn lại. Ngày Sửu bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu. Tuy hai ngày này không phải ngày quá vượng nhưng cũng không có các hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc trồng trọt nên vẫn có thể xem xét dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 37 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt trồng trọt trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt ở tháng 11 âm lịch cho việc trồng trọt đó là những ngày sau. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 6 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. Ngày 18 Mậu Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. Đó
Đó là những ngày cát lành trồng trò trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.